Chiều 6 tháng 11, đoàn giám sát số 3 của Thành ủy Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn đã làm việc với Quận ủy Đống Đa. Tại buổi làm việc, đoàn tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa thực hiện chương trình 06 và nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Quận Đống Đa đã báo cáo sơ bộ với đoàn giám sát về kết quả thực hiện với Thành ủy. Cùng với đó, các thành viên trong đoàn giám sát đã đóng góp nhiều ý kiến về việc thực hiện chương trình 06 và nghị quyết 09 của Thành ủy Hà Nội tại Quận Đống Đa. Tôi đánh giá rất cao một cái kết quả được với những cái báo cáo thì đã nêu với Đống Đa thì nó là một quận lõi và cũng đã thực hiện đúng những cái chỉ đạo của Thành ủy, tất cả những nội dung những chương trình được đề ra. Thứ nhất thì là khi mà chúng ta bàn nhiều về cái tập trung bàn về chương trình 06 và nghị quyết 09 thì hình như là chúng ta tập trung nhiều là cho lĩnh vực giáo dục, văn hóa và du lịch. Hầu hết trong tất cả các cái nội dung tiêu chí sản phẩm thì chúng ta đều đề cập tới ba cái lĩnh vực này. Thế mà với cái tinh thần tiếp cận văn bản như vậy thì chúng tôi thấy là các chỉ tiêu mà quận đã và đang cố gắng thực hiện trong ba cái lĩnh vực này thì ông chỉ cũng đang triển khai rất là tích cực. Đồng chí Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đánh giá cao việc quận ban hành chương trình 07 để cụ thể hóa chương trình 06. Đồng chí đề nghị quận bổ sung thêm hai chỉ tiêu so với chương trình 06 của Thành ủy, quan tâm xây dựng nếp sống văn minh. Đại diện các lĩnh vực tại quận Đống Đa đã giải trình từng câu hỏi của đoàn giám sát về công tác chỉ đạo trong lĩnh vực đào tạo nhân lực, phát triển du lịch, phát huy giá trị của di tích, giáo dục địa phương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị quận Đống Đa nâng cao nhận thức văn hóa, giáo dục và nguồn nhân lực là chủ lực trong phát triển kinh tế, xã hội, phát triển văn hóa, du lịch, nhân lực không chỉ là kinh tế mà còn là nếp sống, giúp cho văn minh đô thị thay đổi, tạo thành vòng tuần hoàn phát triển bền vững. Các đồng chí cũng đã quan tâm đến việc trùng tu tôn tạo để có một cái chuyên đề về vấn đề này, để phát huy các cái giá trị. Chúng tôi cũng ghi nhận cái chuyện đó và vừa qua rất hoan nghênh là quận cũng đã khôi phục lại cái lễ hội Chùa Láng. Nếu đúng trong lịch sử thì Chùa Láng là một phần làm nên cái lịch sử Thăng Long. Và lễ hội Chùa Láng là một trong những lễ hội lâu đời nhất ở Thăng Long. Nó có ngay từ thời Lý. Và cái này mà chúng ta khôi phục được là nó cũng góp phần để hình dung rồi làm rõ hơn cái bức tranh về cái sinh hoạt tín ngưỡng, sinh hoạt tinh thần của cư dân Thăng Long từ cái thời bắt đầu hình thành cái đô Thăng Long. Các đồng chí cũng đã rất chủ động xây dựng cái chương trình 03 của quận về vấn đề văn hóa, rồi cũng đã có cái kế hoạch để triển khai cái chương trình 06 của Thành ủy, và cũng đã có kế hoạch để triển khai nghị quyết 09, và cũng đã được triển khai đồng bộ xuống tất cả các tổ chức cơ sở đảng. Rồi quận cũng quan tâm đến câu chuyện kiểm tra giám sát và đã tổ chức được kiểm tra đối với 4 phường về cái nội dung này.